nam mô di đà phật kính bạch chư tôn giáo phẩm kính bạch lão cư sĩ diệu âm kính thưa chư vị đồng tư trên toàn thế giới à, dạ A di đà phật xin huynh uh, phúc định uh, chia sẻ hình uh, thăm thải thân của cô uh, hương linh vũ thị chiến pháp danh phúc hạnh uh. ban hội niệm hoa sen phổ yên thái nguyên cùng gia đình vô cùng hoan hỷ báo tin vui hương linh vũ thị chiến pháp danh phúc hạnh 73 tuổi đã vãng sanh bất khả tư nghị Phật tử Vũ Thị Chiến là thành viên ban hội niệm Hoa Sen, trước đây chưa biết Phật pháp, bác là người theo tứ phủ Hầu Đồng. Khi biết đến pháp môn niệm Phật, hồ niệm, bác giác ngộ, tin tưởng tuyệt đối, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Bác đã giải đồng và tham gia cộng tu với đạo tràng Hoa Sen. Khi bác mắc bệnh ung thư phổi, bác đã mời đạo tràng tới hội niệm, lại được gia đình con cháu tin tưởng hết lòng hỗ trợ cho mẹ nghe lời và làm theo sự hướng dẫn của ban hồ niệm. Nhờ niềm tin vững vàng mà bác được tam bảo gia trì, tuy là bị ung thư di căn mà bác không bị bệnh, khổ hành hạ. Bác đã niệm Phật tới hơi thở cuối cùng và nhẹ nhàng ra đi trong tiếng niệm Phật của đạo tràng và gia đình. Sau 12 giờ niệm Phật thăm thân, bác đã để, để lại thoại tướng bất khả tư nghi, toàn thân mềm mại, gương mặt đầy đặn, tươi nhuận, Chân tay xẹp lại bình thường mặc dù lúc sống chân bác bị phù lề rất to. Được sự thành tựu này, chúng con thành tâm tri ân. Lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn chúng con pháp hộ niệm đại cứu tinh vô cùng vi diệu này. Nam mô A Di Đà Phật.